Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng ta tiếp tục suy gẫm các câu Kinh Thánh Thi Thiên thứ nhất, câu 4 đến câu 6. Để nhận được sự nhắc nhở từ lời Chúa, đó là hãy luôn cẩn thận về nếp sống mỗi ngày, bởi những gì chúng ta nhận được trong cõi đời đời đều là kết quả của những gì chúng ta đang sống hôm nay. Bài học có tựa đề: Đừng đánh mất phước hạnh. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Câu gốc của bài học: Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Thi Thiên thứ nhất, câu 6. Câu hỏi suy gẫm: Triết giả Thi Thiên mô tả số phận của kẻ ác như thế nào? Họ sẽ phải đối diện với điều gì trong ngày phán xét? Chúng ta được nhắc nhở gì khi lời Chúa cảnh cáo kẻ ác và nhắc đến ngày phán xét? Kính thưa quý vị, Thi Thiên thứ nhất đưa ra hai hình ảnh đối lập nhau. Một là hình ảnh của những người được Chúa ban phước, câu 1 đến câu 3. Hai là hình ảnh của những kẻ ác hay là những người không được Chúa ban phước, câu 4 đến câu 6. Kinh Thánh khẳng định, kẻ ác sẽ không nhận được phước hạnh nào từ Chúa. Cuộc đời họ hoàn toàn không giá trị và sẽ phải bay mất như rơm rác trước gió. Đối diện với luật công bình và thánh khiết của Chúa, thì kẻ ác sẽ chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, vì họ thiếu tiêu chuẩn, và họ cũng sẽ không được đứng chung với những người công bình, là những người được đứng trước mặt Chúa để nhận phần thưởng. Và dĩ nhiên, kẻ ác sẽ không được vào nơi ở của người công bình. Trong câu kết của Thi Thiên thứ nhất, triết giả cảnh báo rằng Chúa biết rõ đường lối, cách sống của từng người, nên Ngài thưởng phạt công minh, không một ai có thể biện luận điều gì khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng dùng hình ảnh chiên và dê trong Ma-thi-ơ chương 25, câu 31 đến câu 46 để minh họa cho việc kẻ ác và người công bình đều phải đối diện với sự phán xét, nhưng kẻ ác sẽ bị hình phạt đời đời, còn người công bình sẽ nhận được sự sống đời đời. Không ai trong chúng ta muốn mình bị đánh mất phước hạnh. Không ai trong chúng ta muốn mình là kẻ ác trước mặt Đức Chúa Trời, để rồi phải chuốc lấy sự đau khổ đời đời trong ngày phán xét. Chúng ta cần nhìn lại đời sống mình trong những năm tháng qua. Dưới tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, chúng ta đang là kẻ ác hay là người công bình? Hãy nhớ rằng, Chúa biết rất rõ bản chất thật của chúng ta. Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Hebrews chương 4 câu 13. Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta trong Ma-thi-ơ chương 4 câu 17 phần B: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Bước vào năm mới, nhìn lại những khủng hoảng về dịch bệnh, thiên tai và kinh tế trong những tháng năm qua, chúng ta cần tỉnh thức và giúp người khác tỉnh thức về ngày cuối cùng. Vì kẻ ác và người công bình đều phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Cách sống phản ánh niềm tin của chúng ta. Mỗi người sẽ nhận được sự sống đời đời hay sẽ bị hình phạt đời đời tùy thuộc vào cách chúng ta đang sống và thái độ kính sợ Chúa của chúng ta trong hiện tại. Xin Chúa cho chúng ta suy niệm Thi Thiên thứ nhất trong những ngày đầu năm âm lịch để cẩn trọng hơn trong nếp sống hàng ngày. Chúng ta cùng cầu nguyện.
Lạy Chúa, bước vào năm mới âm lịch, xin giúp con cứ tiếp tục bước đi với Chúa bằng đức tin không dời đổi, để con luôn được Chúa ban phước trong đời này, và trong tương lai con sẽ nhận được phần thưởng đời đời của Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, qua thi thiên thứ nhất, điều gì nhắc nhở chúng ta nhiều nhất trong năm mới? Bước vào năm mới thỏa vui, đức tin bền vững không dời không lay. Nguyện Chúa ban phước đời này, nhận bao phần thưởng tương lai nước Ngài. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.